Son Dam-bi trước khi được biết đến với vai trò diễn viên và nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả màn ảnh nhỏ cho vai diễn Hoa-an-mi trong bộ phim Khi Hoa Trà Nở, lên sóng KBS từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019, đã sớm bước chân vào giới giải trí với tư cách ca sĩ thần tượng từ giữa năm 2000. Dưới sự dẫn dắt của công ty chủ quản Pledis Entertainment, Son Dam-bi đánh dấu màn ra mắt đầu tiên của mình trước giới truyền thông và công chúng với đĩa đơn Bright Eyes vào tháng 6 năm 2007. Tuy sản phẩm này không gây được tiếng vang đáng kể, nhưng nhờ sự lan xê tích cực của Pledis về một nữ ca sĩ đã trải qua quá trình tuyển chọn, luyện tập thanh nhạc và vũ đạo gắt gao tại Hàn Quốc và Mỹ, Son Dam-bi nhanh chóng được công chúng để mắt đến và kỳ vọng cô nàng sẽ có thể thay thế vị trí của các đàn chị nổi tiếng như Lee Hyori và Jeon Yeon. Lúc bấy giờ, làng giải trí Hàn Quốc chỉ chiếm ưu thế trên thị trường âm nhạc thế giới nhờ các nhóm nhạc thần tượng đông dân như Super Junior, Wonder Girls, SNSD, Big Bang. Trong khi đó, những giọng ca được định hướng solo chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là với các ca sĩ nữ. Vì vậy, Son Dam-bi nghiễm nhiên trở thành một trong những tân binh được mong chờ nhất. Song, điều này lại vô hình chung tạo nên áp lực không hề nhỏ cho nữ ca sĩ sinh năm 1983. Một năm sau màn ra mắt đĩa đơn Cry Eye, Son Dam-bi tiếp tục thử thách bản thân với album mini thứ hai được tung lên kệ đĩa vào tháng 9 năm 2008. Không uổng công cô dành hẳn một năm để luyện tập thanh nhạc và vũ đạo nhằm chiều lòng người hâm mộ, album mới của Son Dam-bi được đánh giá thực sự lọt tai người nghe, kể cả những khán thính giả khó tính nhất. Đặc biệt với ca khúc chủ đề Crazy, Son Dam-bi còn được công nhận là nữ nghệ sĩ may mắn, có trong tay tất cả mọi ưu thế, bao gồm giọng hát nội lực, vũ đạo mạnh mẽ và ngoại hình hấp dẫn. Thậm chí, giới truyền thông lúc bấy giờ còn ưu ái gọi nữ tân binh nhà Pledis với cái tên mỹ miều Viren phiên bản nữ, nhằm thể hiện một niềm tin mãnh liệt vào việc Son Dam-bi cũng sẽ góp phần vào nền âm nhạc Hàn Quốc vươn tầm thế giới như những gì mà chàng hoàng tử mắt hí đã làm được trước đó. Để chứng minh công chúng không hề nhìn sai về mình, Son Dam-bi tiếp tục thể hiện tài năng và sức hút qua những ca khúc đáng chú ý sau đó như Saturday Night for Queen, lần lượt được phát hành vào năm 2009 và 2010. Thông thường, một nghệ sĩ khi đã quá thành công với một bản hit sẽ khó có thể vượt qua cái bóng của bản thân để làm mới tên tuổi của mình và duy trì chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không hề xảy ra với Son Dam-bi. Những năm cuối thập niên 2000, Son Dam-bi luôn được công nhận là nữ tân binh solo đầu tiên và duy nhất của K-pop sở hữu trong tay hat-trick đắt giá với 3 ca khúc không bao giờ lỗi thời, bao gồm Crazy, Saturday Night và Queen. Tên tuổi của Son Dam-bi thậm chí còn được sánh ngang với các đàn chị lừng lẫy lúc bấy giờ như Lee Hyori, Jae Yeon và Park Ji Yeon. Đây đều là những bậc lão làng vô cùng nổi danh trong các dòng nhạc pop, dance và ballad. Về phần Son Dam-bi, với những thành công nhất định đạt được trong thể loại disco sôi động, cô cũng nhanh chóng nhận về cho mình danh hiệu công chúa disco của âm nhạc Hàn Quốc. Tuy chưa thật sự sẵn sàng cho các cuộc nhật tiến, mỹ tiến như một số nhóm nhạc thần tượng K-pop, song chỉ với thị trường Hàn Quốc, Son Dam-bi cũng đủ sức thâu tóm tất cả các bảng xếp hạng nhạc số, cũng như trái tim người hâm mộ nhờ những bản hit vang dội của mình. Bên cạnh đó, cô còn là nữ nghệ sĩ solo hiếm hoi trong thập niên cuối những năm 2000, liên tục được giới truyền thông và công chúng ca tụng về cả sự nghiệp thăng hoa lẫn nhan sắc đỉnh cao. Tuy nhiên, bản thân Son Dam-bi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Thành công quá nhanh khiến nữ ca sĩ trẻ lúc bấy giờ ngày càng cảm thấy gánh nặng và lo lắng cho tương lai của mình. Trong một bài phỏng vấn được thực hiện vào năm 2018, Son Dam-bi đã hồi tưởng về thời kỳ mới bước chân vào nghề và chia sẻ: "Tôi không bao giờ muốn quay về độ tuổi 20, cuộc đời của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi tôi bước sang 30 tuổi." Ngay sau khi bài phỏng vấn nói trên được công bố, lời thổ lộ của Son Dam-bi đã khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Bởi ai có thể ngờ, một giọng ca được tôn vinh với danh hiệu Viren phiên bản nữ và công chúa disco của Hàn Quốc lại không bao giờ muốn quay về thời kỳ hoàng kim của mình. Bản thân Son Dam-bi luôn thừa nhận, vào thời điểm hat-trick Crazy, Saturday Night và Queen được tung ra thị trường, cô nhanh chóng được nhiều người biết đến và trở nên nổi tiếng vượt ngoài mong đợi. Song, đây cũng chính là thời điểm nữ ca sĩ cảm thấy hoang mang và sợ hãi nhất trong sự nghiệp. Vào lúc ca khúc Crazy được công bố, cũng là khoảng thời gian tôi muốn chấm dứt cuộc sống của mình nhất. Tôi luôn cảm thấy áp lực và lo sợ mình sẽ không thể làm hài lòng sự mong đợi của khán thính giả. Ban đầu tôi chỉ cho rằng đây là chứng rối loạn tâm lý thường tình của người nghệ sĩ. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác lo lắng và bất an ngày càng nghiêm trọng, khiến tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa. Nhiều suy nghĩ và nỗi sợ hãi cứ liên tục đan xen lẫn nhau, đến mức tôi phải tìm đến sự trợ giúp của các bác sĩ tâm lý. Cuối cùng, tôi mới biết, hóa ra mình đã rơi vào chứng trầm cảm từ lâu mà không hay. Tuổi 20 của tôi ám ảnh như thế đấy. Tôi thật sự không bao giờ muốn nhìn lại nữa. Mọi người cứ nghĩ đó là thời hoàng kim của Son Dam-bi, nhưng với tôi, đó lại là khoảng thời gian tôi khổ sở nhất, không chỉ vì hoang mang cho sự nghiệp của mình, mà còn vì lo sợ bản thân không thể đáp ứng được mong đợi của những người hâm mộ và công chúng. Bị quản lý trộm hết tài sản. Để chứng minh thời điểm những năm 2000 là khoảng thời gian chật vật nhất về mặt tâm lý, Son Dam-bi không ngại tiết lộ về việc mình từng bị người quản lý thân cận đột nhập vào nhà và lấy trộm tất cả tài sản. Trong một lần xuất hiện trong chương trình Crowding Brother phát sóng trên đài GTBC, Son Dam-bi chia sẻ, vì quá tin tưởng nhân viên quản lý luôn cây cận bên mình, cô đã tiết lộ cả mật khẩu ra vào cho người này.
Cuối cùng, phản bội lại niềm tin của cô ca sĩ trẻ, gã quản lý xấu đã gọi dịch vụ chuyển nhà đến trộm mọi đồ đạc của Son Dam-bi, kể cả những vật dụng cá nhân nhất. Tất cả những gì hắn để lại cho Son Dam-bi chỉ là một căn nhà trống. Mặc dù sau đó kẻ trộm đã bị bắt, Son Dam-bi vẫn không thể tránh khỏi những chấn động tâm lý. Tuy nhiên, số phận lận đận của Son Dam-bi vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau những ngày tháng được ca ngợi lên tầng mây xanh nhờ bản hit Queen, được đánh giá sở hữu những giai điệu bắt tai cùng ý tưởng concept độc đáo, Son Dam-bi bỗng dưng bị dính phốt nặng nề trong sự nghiệp comic khi một số ý kiến lên tiếng bóc mẻ Queen là hàng đạo nhái từ các video nổi tiếng của nước ngoài. Ngay lập tức, công ty quản lý Pledis Entertainment lên tiếng xin lỗi thay gà nhà và cam đoan sẽ cắt tất cả các cảnh gây tranh cãi trong MV. Thậm chí, Pledis còn thực hiện một phiên bản hoàn toàn mới của Queen nhằm xoa dịu các phản ứng tiêu cực từ cộng đồng cư dân mạng. Song, điều này cũng không thể cứu vãn tình hình, bởi ngay sau đó, Son Dam-bi còn bị chê bai kịch liệt khi để lộ giọng hát yếu trong một buổi biểu diễn trên sân khấu trực tiếp. Cảm giác như bị phản bội và lừa gạt, làn sóng chỉ trích của dư luận ngày càng trở nên gay gắt, đến mức Son Dam-bi phải lên tiếng xin lỗi trước báo giới, đồng thời hứa sẽ cố gắng chăm chỉ rèn luyện khả năng thanh nhạc của mình. Trải qua khoảng thời gian tâm lý bất ổn vì sự nghiệp ca hát, Son Dam-bi tự cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và bình tâm sau những vấp váp tuổi 20. Đến năm 2011, cô quay trở lại làng giải trí. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục chinh chiến trên các sân khấu âm nhạc, lần này Son Dam-bi lại tái ra mắt với tư cách diễn viên. Trên thực tế, trong thời gian còn là thực tập sinh vô danh ở Pledis vào năm 2002 và hoạt động với vai trò ca sĩ tân binh vào năm 2009, Son Dam-bi từng có cơ hội tham gia vào hai bộ phim Nonstop 3, MBC và Cream SBS. Tuy nhiên, lúc này cô chỉ đảm nhận vai phụ mờ nhạt. Chỉ cho đến năm 2011, sau khi tham gia Ánh sáng vào bóng tối, bộ phim truyền hình dài tập với đề tài âm nhạc phát sóng trên đài MBC, Son Dam-bi mới quyết định suy nghĩ cẩn trọng hơn về việc tạm ngưng sự nghiệp ca hát và chính thức lấn sân điện ảnh. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, tuổi 20 sớm thành công nhưng cũng chóng tàn, bước qua tuổi 30, tôi mới thật sự được sống đúng nghĩa. Dù có vất vả và phải gây dựng sự nghiệp lại từ đầu, tôi vẫn luôn hài lòng và trân trọng khoảng thời gian tuổi 30 của mình. Bởi kể từ giây phút được hóa thân vào một nhân vật trên màn ảnh, Son Dam-bi như thể cảm nhận được luồng sinh khí mới, khiến cô một lần nữa tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi làm nghệ thuật. Dù phải bắt đầu lại từ con số 0, nữ ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp không hề lấy phiền lòng về điều đó. Cô vẫn chậm rãi tiến từng bước, đúc kết nhiều kinh nghiệm qua các vai diễn và chờ đợi cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, việc ca sĩ lấn sân diễn xuất vốn là điều dễ gây khó chịu trong lòng công chúng, đặc biệt là các khán giả có cái nhìn gay gắt về giới idol. Về trường hợp của Son Dam-bi, cô không chỉ là cựu thần tượng đời thứ hai mà còn từng là ca sĩ vốn đã trèo lên đỉnh cao, song lại rơi xuống vực thẳm vì scandal đạo nhái và giọng hát live yếu kém. Đã thế, giờ đây còn tuyên bố tạm ngưng sự nghiệp comic để tập trung phát triển kỹ năng diễn xuất. Vì vậy, cộng đồng mạng lại càng được cớ bàn tán và chỉ trích cô vừa thất bại ở lĩnh vực này đã sớm tìm đường tiến thân ở lĩnh vực khác. Trong khi đó, khán giả trung thành của màn ảnh nhỏ lại không ngừng nghi ngờ về thực lực của cô ca sĩ nữ mùa Son Dam-bi. Vì thế, trong suốt nhiều năm miệt mài với nghiệp diễn xuất, Son Dam-bi cũng chỉ có thể đảm nhận vai phụ một màu, rập khuôn trong các tuyến nhân vật xinh đẹp, sang chảnh, nhưng lại chẳng có màu sắc riêng biệt. Điều này khiến khán giả tiếp tục thể hiện sự không hài lòng về cô. Bởi lúc bấy giờ, họ dường như đã quên hẳn Son Dam-bi từng là Biren phiên bản nữ hay công chúa disco ngày nào, mà giờ đây chỉ còn là một tân binh yếu kém trong làng điện ảnh. Bản thân Son Dam-bi luôn ý thức về kỹ năng chưa được hoàn thiện của mình, vì thế cô không hề cảm thấy phiền lòng khi liên tục hứng chịu ánh mắt soi mói từ công chúng. Cô thậm chí còn nhấn mạnh, tôi biết mình thường xuyên bị khán giả để mắt tới, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản tôi được diễn, vì trở thành diễn viên mới là ước mơ thật sự của tôi. Nhờ sự bản lĩnh và gan lì được mài dũa sau hơn 3 năm ca hát và 7 năm diễn xuất, Son Dam-bi luôn cố gắng giữ cho mình tâm lý vững vàng, vượt qua mọi sóng gió và tìm cách khẳng định thực lực của bản thân. Cuối cùng, vị thần may mắn đã mỉm cười với nữ nghệ sĩ chăm chỉ khi trao cho cô cơ hội được xuất hiện trong bộ phim Khi Hoa Trà Nở phát sóng trên đài KBS. Vai diễn Hyeomi được xem là bước ngoặt để đời của Son Dam-bi. Cô hoàn toàn thoát khỏi những hình tượng con nhà giàu, xinh đẹp được trau chuốt như trước đây. Có thể nói, Hyeomi là người phụ nữ hiếm hoi, tuy ẩn chứa nhiều mặt xấu trong tính cách, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản cô gái trẻ với mái tóc vàng trẻ, sơ sát đầy quê mùa, chinh phục trái tim của khán giả màn ảnh nhỏ. Sau nhiều năm liền chật vật và đi tìm chỗ đứng trong giới giải trí, Son Dam-bi của độ tuổi U40 đang dần chạm đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Giờ đây, công chúng đã mở lòng hơn với nữ diễn viên xinh đẹp. Họ không còn xem cô là chân dài chuyển hướng từ ca sĩ sang nghề diễn, mà thực sự công nhận những nỗ lực và chăm chỉ của Son Dam-bi trong lần tái sinh lần thứ hai với vai trò diễn viên. Bên cạnh đó, những hình ảnh về đời thường hết sức bình dị và chân thật của Son Dam-bi lần đầu tiên được tiết lộ qua chương trình I Live Alone MBC cũng khiến khán giả không khỏi bật cười và thích thú. Không còn là một nghệ sĩ váy áo thướt tha xuất hiện tại các sự kiện đình đám, Son Dam-bi giờ đây chẳng khác nào một cô gái lơ mơ, lớn tuổi nhưng vẫn độc thân, thích để mặc mộc, đi xe máy và hầu đầu đến mức đụng đầu hư đấy, thậm chí còn không thể tự nấu ăn. Bởi thế mà ngay lập tức, nữ diễn viên nhận về cho mình một danh hiệu mới, nữ hoàng phụ về, hoàn toàn đối lập với hình ảnh quyến rũ, cá tính, được xây dựng từ thời còn là biểu tượng sexy với bản hit Crazy.
Sau nhiều năm vất vả và loay hoay trong sự nghiệp, Son Dam-bi giờ đây đã có thể mỉm cười vì những thành quả mà mình đã đạt được trong những thời gian qua. Cô không ít lần đùa vui rằng có lẽ đã đến lúc đi tìm một tấm chồng rồi. Tuy nhiên, Son Dam-bi không phải là người duy nhất trăn trở về chuyện hạnh phúc của mình trong lúc này, bởi ngay cả mẹ cô và cộng đồng fan hâm mộ cũng đồng thời tỏ ra lo lắng và nôn nóng thay cho thần tượng. Cô gái nghèo nhưng giàu nghị lực khi Anh Mi có một kết thúc quá buồn trong khi hoa trà nở, chỉ mong rằng Son Dam-bi sẽ có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc hơn nhân vật mà mình đã hóa thân. Cô sẽ luôn được là chính mình, được nở nụ cười trên môi, đón nhận những thành công trong sự nghiệp và sớm tìm được một bến bờ hạnh phúc.